Phòng khám đa khoa y học quốc tế chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một diện bệnh lý thường gặp ở các chị em phụ nữ, đó chính là viêm phụ khoa. Theo các bác sĩ, viêm phụ khoa là thuật ngữ dùng để chỉ các chứng viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục nữ bao gồm viêm âm hộ, viêm âm đạo, viêm tử cung, viêm cổ tử cung, viêm vùng chậu, các bệnh tình dục. Nguyên nhân chính gây viêm phụ khoa gồm có việc chăm sóc vệ sinh của các chị em không được đảm bảo, lây nhiễm qua quan hệ tình dục không an toàn, có sự bất ổn về tâm lý, suy giảm hệ thống miễn dịch. Khi bị viêm phụ khoa, các chị em có thể gặp phải các triệu chứng sau: khí hư bất thường, khí hư ra ít hoặc ra quá nhiều, thay đổi màu sắc, tính chất, mùi hôi khó chịu, ngứa sát ở vùng kín, bị đau khi giao hợp, ra máu khi giao hợp. Trên thực tế, nếu viêm phụ khoa không được điều trị kịp thời, các tác nhân gây hại có thể lây lan, dẫn tới diễn biến ác tính cho các bộ phận khác, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người phụ nữ. Nếu như các chị em đang trong thời kỳ mang thai, bệnh lý có thể làm tăng nguy cơ sảy thai, thai dị tật, thai chết lưu. Để việc điều trị viêm nhiễm phụ khoa đạt được kết quả tốt nhất, người bệnh cần chú ý: luôn giữ cho vùng viêm nhiễm khô thoáng và sạch sẽ, sử dụng kháng sinh do bác sĩ kê đơn để điều trị. Bạn tình cũng cần phải điều trị nếu bị lây lan, kiêng quan hệ tình dục trong thời gian điều trị. Cuối cùng, các chị em cũng cần lưu ý một số cách để phòng ngừa nguy cơ bị viêm phụ khoa trong cuộc sống. Tránh sử dụng các biện pháp như gãi, ma sát, dùng nước ấm để rửa. Không sử dụng các loại xà phòng có độ kiềm cao để vệ sinh. Tránh mặc đồ bó làm bằng chất liệu nhung, len, pha ni lông. Không giặt chung quần áo với tất. Tránh sử dụng thuốc bôi có tính kích thích cao. Cần giữ cho âm đạo luôn khô thoáng và sạch sẽ. Tránh sử dụng kháng sinh phổ rộng liều cao. Trong trường hợp các chị em gặp phải bệnh lý phụ khoa, hãy nhanh chóng liên hệ theo thông tin bên dưới video để được các bác sĩ phòng khám đa khoa y học quốc tế tư vấn, đặt lịch hẹn khám và điều trị từ sớm, phòng tránh các biến chứng nguy hiểm có thể gặp phải.